Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư Nhằm giúp cho các anh chị nhà đầu tư Tham gia vào thị trường chứng khoán Có thể xây dựng được một dòng tiền thu nhập thụ động Cao, bền vững Hướng đến việc thành công trong tương lai Đối với thị trường chứng khoán AZFIN Việt Nam xây dựng lên chuỗi đầu tư giá trị Từ A đến Z Và hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến các anh chị Phần 9, 5 phẩm chất Để trở thành một nhà đầu tư giá trị Thành công Đầu tiên, đó là phải kể đến phải xây dựng được chiến lược đầu tư rõ ràng nhưng phải phù hợp với bản thân. Thì đầu tư không có chiến lược thì cũng như người khiếm thị vừa đi vừa dò đường, do đó rất dễ bị lạc đường, thậm chí là không biết bao giờ cho đến đích và không biết đi về đâu. Nhà đầu tư mà có chiến lược rõ ràng, phù hợp thì như người đi đường có được tấm bản đồ một cách đầy đủ, bài bản nhất từ đó có thể đến đích một cách nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn. Chiến lược mà càng rõ ràng, càng phù hợp với nhà đầu tư thì giúp nhà đầu tư càng dễ dàng vượt qua những biến cố, những khó khăn xảy ra ở trên thị trường chứng khoán và đây chính là những đặc sản của thị trường chứng khoán, liên tục có những biến cố. Rồi khi có chiến lược thì mới có được một cơ sở, mới có được cái khả năng đến được với cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta một cách nhanh chóng và thành công một cách lớn lao hơn. Vậy thì xây dựng chiến lược rõ ràng phù hợp như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi như sau. Đầu tư hay đầu cơ? Mua tích sản hay mua một cục? Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật? Đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? Xây dựng chiến lược dòng tiền thụ động hay ăn trình lệch giá. Thì khi chúng ta trả lời được những câu hỏi này thì chúng ta cũng biết được rằng à chiến lược của chúng ta như thế nào. Và từ đó chúng ta xây dựng các cái kiến thức cũng như các chiến thuật để thực hiện việc đầu tư một cách phù hợp và đầy đủ với những cái chiến lược này đưa ra. Và tôi lưu ý với các anh chị, ví dụ như đầu tư hay đầu cơ thì nó phải phù hợp vào cái năng lực của anh chị. Đó là anh chị có nhiều thời gian để các anh chị nghe ngóng các thông tin hay không? Anh chị có tiếp cận được các cái nguồn thông tin một cách nhanh chóng nhất, rõ ràng nhất, đầy đủ nhất không để đầu cơ? Hay là anh chị là những người không phù hợp với những việc đó, đúng không ạ? Hay là anh chị mua tích sản hay một cục? Ở đây là anh chị muốn gọi là đoán được thị trường đắt hay rẻ để vào một cục hay không? Hay là anh chị gọi là có được một lượng tiền lớn để vào một cục hay không hay là việc là anh chị không đoán được thị trường chỉ nên mua tích lũy đều đặn hàng tháng khi mà về cơ bản định giá thị trường chung con rẻ hay là anh chị dựa vào cái nguồn thu nhập hàng tháng của mình để có thể đưa vào đầu tư thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi như vậy rồi tiếp theo là phân tích cơ bản hay kỹ thuật thì chúng ta cần phải xem Phương pháp phân tích nào phù hợp với đối tượng chúng ta? Ví dụ ở đây phân tích kỹ thuật là phù hợp đối với những nhà đầu cơ, những người đầu tư chuyên nghiệp chuyên bám bảng lướt sóng và phù hợp với những người làm nghề môi giới, những người làm nghề liên quan đến kinh doanh chứng khoán để kiếm sống. Ngược lại, phân tích cơ bản đối phù hợp đối với những người coi chứng khoán là một kênh tài sản để tích lũy để đầu tư. Tiếp theo dài hạn hay ngắn hạn? Thì ngắn hạn thì anh chị có thời gian bám bảng không? Anh chị có thể gọi là áp dụng được các cái chỉ báo ngắn hạn rồi là các cái thông tin thật nhanh nhạy để có thể ra quyết định liên tục hay không? Hay là anh chị phù hợp với dài hạn hơn? Đúng không ạ? Và việc tiếp theo là cái mục tiêu trong cái việc đầu tư của anh chị là xây dựng một cái tài sản sinh lời thụ động hay là mục tiêu của anh chị là chết đinh để kiếm sống qua ngày. Thì khi chúng ta trả lời được những câu hỏi như thế này Thì tự nhiên chúng ta sẽ có được một cái chiến lược đầu tư rất rõ ràng và phù hợp với bản thân Và việc xây dựng cái mục tiêu chiến lược đầu tư Thì không hẳn là ngay lập tức chúng ta đã xây dựng được rõ ràng và phù hợp với bản thân mình đâu Mà các anh chị cần phải áp dụng vào một thời gian Thử sai với một ít tiền Rồi sau đó qua thời gian Qua năm tháng khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm Từ đó anh chị lại điều chỉnh, điều chỉnh và cuối cùng mới có một chiến lược đầu tư rõ ràng và phù hợp nhất. Vậy cách xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng và phù hợp ngoài việc trả lời các câu hỏi trên thì cần phải anh chị hãy ngay lập tức thực hiện và ứng dụng vào thị trường chứng khoán đi. Để từ đó các anh chị sẽ rút ra phù hợp với bản thân mình là như thế nào. Về cái tố chất thứ hai là chúng ta cần phải học hỏi không ngừng để nâng cao kiến thức thì các cụ đã có câu không thầy đố mày làm lên hay học nữa học học nữa học mãi và trong bất kỳ một lĩnh vực nào cũng vậy chứng khoán cũng thế đó là cần phải học hỏi không ngừng và việc học hỏi là vô cùng quan trọng và đây chính là chìa khóa để giúp chúng ta ngày càng nâng cao được kiến thức để đầu tư hiệu quả cao và bền vững hơn trong tương lai Đối với những người mới đầu tư chẳng hạn, học để nâng cao kiến thức, hiểu thêm về thị trường chứng khoán. Đối với những người đầu tư lâu rồi, học để giúp cho cái kết quả đầu tư của người ta trở nên bền vững, hiệu suất cao hơn với rủi ro thấp hơn. Để từ đó ngày càng thành công hơn. Và càng học thì càng thấy hiệu quả, càng học thì càng thấy thành công trong đầu tư cổ phiếu. Và đối với những người đầu tư mới tham gia thì về cơ bản họ đa phần đều là tờ giấy trắng cả. Thì việc học lại còn phải quan trọng hơn nữa Và phải học liên tục Và học như thế nào cho khôn ngoan trong đầu tư chứng khoán để hiệu quả cao Thứ nhất đó là các anh chị hãy đọc một lượt qua tất cả các trường phái, các môn phái đầu tư đi Sau khi đọc qua thì chúng ta sẽ nhận thấy À cái trường phái, cái môn phái nào phù hợp với tính cách, phù hợp với thời gian, phù hợp với mục tiêu đầu tư của bản thân mình Thì từ đó chúng ta theo phương pháp đó và thứ ba, đó là khi theo phương pháp đó, ví dụ ở đây chúng ta nói đến đầu tư giá trị thì hãy học hỏi từ những người giỏi nhất. Đó là học hỏi từ tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Đó là học hỏi từ Graham, cha đẻ của trường phái đầu tư giá trị. Đó là học hỏi từ Peter Lynch, một chuyên gia quản lý quỹ thành công hàng đầu thế giới và những nhà đầu tư nổi tiếng khác. Nhưng lưu ý, hãy học hỏi từ những người giỏi nhất ở cái trường phái đó. Và thứ tư là các anh chị hãy tập trung làm sâu sắc liên tục cái phương pháp đầu tư của bản thân mình. Chiều sâu sẽ quan trọng hơn chiều rộng rất nhiều trong việc học đầu tư chứng khoán. Các cụ cũng có câu nhất nghệ tinh nhất thần vinh. Trong đầu tư chứng khoán nếu biết quá nhiều trường phái thì chưa chắc đã hiệu quả, nhưng nếu anh chị sâu sắc một trường phái thì chắc chắn là hiệu quả sẽ đến với các anh chị. Không giống như là văn học hay là các cái môn khác thì cần phải càng đọc nhiều thì càng phong phú kiến thức. Còn đối với đầu tư là càng phải tập trung vào phương pháp thì càng tốt, chiều sâu quan trọng hơn chiều rộng. Và thứ năm là học cần phải đi đôi với hành, tức là phải liên tục áp dụng những cái gì chúng ta học vào vào trong đầu tư. Và việc áp dụng này cũng giống như việc tìm chiến lược đầu tư đúng thì cần phải mất 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí dài hơn để từ đó mới rút ra được cái công thức thành công và biến cái công thức học được từ những huyền thoại kia trở thành công thức của riêng mình phù hợp nhất với mình để từ đó áp dụng đầu tư sẽ rất hiệu quả. Thì chia sẻ với anh chị thì bản thân tôi tham gia đầu tư thị trường chứng khoán cũng từ năm 2007. Thì đến 2023 này cũng được 16 năm rồi. Nhưng thực sự để tìm được cái chiến lược chuẩn và để có cái cách học được tạo ra cái công thức đầu tư cho bản thân thì chúng tôi cũng phải mất đâu đó cũng khoảng độ 10 đến 13 năm chứ cũng không nhanh đâu. Và anh chị nếu có thể theo dõi cái chuỗi series đầu tư giá trị từ A đến à Z và áp dụng một cách đầy đủ liên tục trau rồi thì tôi tin rằng là anh chị có thể chỉ mất khoảng 1, 2 hoặc 3 năm mà thôi. Tiếp theo cái tố chất thứ ba đối với một nhà đầu tư giá trị thành công đó là phải cần có tư duy dài hạn thì uh, trong một cuộc gặp giữa tỷ phú Jeff Bezos, chủ tịch của Amazon và tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, thì uh, Jeff Bezos có hỏi tỷ phú Warren Buffett, chiến lược đầu tư của ông rất đơn giản, tại sao người ta không bắt trước ông và tại sao không có nhiều người thành công? thì ông Warren Buffett chỉ trả lời mỗi một câu thôi, bởi vì không ai muốn giàu chậm cả. đó và chúng tôi qua những lần được tiếp xúc với những người rất thành công ở Việt Nam, những người đâu đó tài sản họ cũng rất lớn, thì chúng tôi nhận thấy một điều như thế này. À, người ta có cái tầm nhìn chiến lược và rất dài hạn. ngược lại đối với những người chưa thành công hay những người không thành công, thì cái nhìn của họ là cái nhìn trước mặt. hay ví dụ ở những cái tập đoàn đa quốc gia thành công hàng đầu thế giới chẳng hạn. Ví dụ như Coca-Cola, ví dụ như Honda, ví dụ như Daiu ngày trước, vân vân chẳng hạn. Khi họ đầu tư vào Việt Nam, thì thường một cái giai đoạn đầu họ chịu lỗ thậm chí 5 năm, 7 năm, 10 năm. Để làm gì? Để họ lan tỏa thương hiệu, để họ chiếm lĩnh thị phần. Đó. Và sau đó, khi mà họ chiếm lĩnh thị phần, đánh bật được hết những đối thủ khác, thì lúc đó tự nhiên họ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ về dài hạn một cách rất vững chắc. Còn ngược lại, rất nhiều những hộ kinh doanh ở Việt Nam vì cái lợi trước mắt mà nhập thực phẩm bẩn làm gian gian dối và từ đó thu được một chút lợi nhuận trước mắt nhưng về dài hạn thì lại mất hết cả mất tất cả. Đó thì đây là cái tư duy mà cần phải thay đổi và trong đầu tư cổ phiếu cũng như vậy những người thành công đối với đầu tư giá trị là những người có tầm nhìn chiến lược dài hạn còn ngược lại những người mà nói theo đầu tư giá trị mà lại có nhìn trước mắt thì cuối cùng lại quay lại cờ bạc mà thôi và trong đầu tư cái việc đoán ngắn hạn khó hơn dự báo dài hạn rất nhiều và càng quyết định ít thì càng có độ chính xác cao hơn thì khi chúng ta tư duy dài hạn thì chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều và chúng ta ra các quyết định ít hơn so với những người ngắn hạn. Ngắn hạn thì liên tục phải thay đổi cổ phiếu, liên tục phải mua bán, từ đó thì cái độ sai của ngắn hạn nó lại nhiều hơn so với dài hạn. Và trong dài hạn thì chúng ta được phép sửa sai. Còn nếu trong ngắn hạn thì rất khó và gần như không thể. Và một cái câu nghe có vẻ rất vô tri nhưng tuy nhiên chúng tôi cũng đánh giá rất cao. Đó là muốn nhanh thì phải từ từ đặc biệt là trong đầu tư giá trị. Tỷ phú Warren Buffett đến năm 55, năm tuổi ông mới thành tỷ phú đô la. Nhưng mà cứ 10 năm sau tài sản ông ấy gấp 10. Nếu bây giờ ông ấy giữ lại toàn bộ cổ phiếu mà không từ thiện thì đến 2022, 2023 tài sản của ông có thể là 300 tỷ đô và giàu nhất thế giới. Cho dù trước đó ông ấy phải tích lũy từ năm năm tuổi đến năm 55 tuổi mới được một tỷ đô đầu tiên thì đấy là tư duy đầu tư dài hạn để thành công. Và tư duy dài hạn như thế nào cho đúng? Thì thứ nhất chúng ta cần phải xây dựng cái tầm nhìn dài trong đầu tư bằng cách là xây dựng cái tầm nhìn nguồn thu nhập thụ động cao và bền vững hướng đến tự do tài chính và hơn nữa. Chứ không phải tầm nhìn của chúng ta là kiếm ăn hàng ngày. Rồi hành động của chúng ta thì phải cẩn trọng từng bước một và đặt các cái tiêu chí về tính an toàn, bền vững lên hàng đầu trong việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư dài hạn. Và nghiên cứu phân tích cập nhật đánh giá tập trung vào danh mục của chúng ta thôi, hàng quý hàng năm. Nếu như thông thường đầu tư ngắn hạn thì người ta có khi một ngày người ta nghiên cứu vài cổ, cứ liên tục như thế. Nhưng đối với đầu tư dài hạn thì có khi người ta cầm một cái danh mục có thể 5 năm, 10 năm và trong thời gian đó người ta liên tục nghiên cứu, tìm hiểu và ngay càng sâu sắc hơn về doanh nghiệp đó, về cổ phiếu đó. Từ đó người ta sẽ biết được rằng lúc nào cổ phiếu đó hấp dẫn, lúc nào cổ phiếu đó đã đắt để có thể trôn lời, vân vân Thì đó là tư duy dài hạn, đúng và phù hợp. Tiếp theo thứ tư, nhà đầu tư giá trị cần phải kiên định và kỷ luật thì mới thành công được trước tiên thì chúng ta trả lời câu hỏi vì sao tỷ lệ nhà đầu tư chứng khoán thành công ít hơn so với nhà đầu tư bất động sản à, không hẳn là vì bất động sản là tăng giá nhiều hơn đâu mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là đối với bất động sản thì người ta không thể chết đinh theo ngày thậm chí theo giây theo phút như chứng khoán được thế thành ra nó bắt người ta phải kiên định và kỷ luật có khi người ta giữ bất động sản mua vào bị lỗ người ta giữ 10 năm sau người ta còn không để ý cũng được nhưng mà chứng khoán thì khác người ta mua vào 3 ngày sau thấy không lãi hoặc như thế nào thì người ta đã sốt ruột rồi thế do đó cái tính kiên định và kỷ luật ở trong thị trường chứng khoán này rất hiếm hoi và từ đó khiến cho các nhà đầu tư chứng khoán thường thua lỗ có tỷ lệ thua lỗ nhiều hơn đầu tư bất động sản rất nhiều theo một thống kê của chúng tôi từ năm 2017 đến năm 2020 thì có tới khoảng độ 90 đến 95% nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ trong khi thị trường chứng khoán vẫn tăng mười mấy lần trong vòng 20 năm qua. Ngược lại với đầu tư bất động sản thì có lẽ tới 8 90% nhà đầu tư là lãi lớn. Tỷ lệ thua lỗ là rất ít. Bởi vì người ta đã xác định cầm đất là người ta rất là kiên định và kỷ luật được và giữ được lâu dài. Một phần là bởi vì tư duy người ta đối với cái kênh đất như thế. Phần quan trọng nữa đó là thị trường bất động sản thì nó không thể lướt sóng nhanh như chứng khoán được. Đúng không ạ? Và trong chứng khoán thì đặc biệt phải kiên định kỷ luật thì mới thành công bởi có thêm những cái yếu tố riêng như sau. Thị trường chứng khoán thì có quá nhiều cạm bẫy. Nào thì hô hào tăng bằng lần, nào thì làm giàu nhanh chóng, nào thì mỗi phiên tăng 7%, 10%, sử dụng margin 28 có thể tăng 30%. Đúng không ạ? Cao gấp đến 5 7 năm gửi ngân hàng. Thế thì làm cho người ta hoa mắt mờ mắt đi. Và cái kiên định cái kỷ luật không còn được duy trì nữa. Giờ trên thị trường chứng khoán thì thông tin rất nhiều, hỗn loạn và rất phổ biến. Mạng xã hội thì tràn ngập những thông tin rác. Chúng ta ở trong một bể của thông tin. Đúng không? Và giao dịch chứng khoán thì rất dễ dàng, chỉ cần kích chuột là xong. Lên điện thoại vào app bấm một cái là xong. Bởi vậy cho nên đã khiến cho con người ta mất kỷ luật và mất kiên định. Chính vì thế cho nên những yếu tố này lại trở nên vô cùng quan trọng cho một nhà đầu tư giá trị để có thể thành công. Tôi xin trao đổi với quý vị như này. Tỷ phú Warren Buffett đã từng giữ cổ phiếu Coca-Cola rất nổi tiếng đúng không ạ? Nhưng thưa mấy anh chị, cổ phiếu Coca-Cola từ năm 98 đến năm 2014 trải ra khoảng 16 năm giảm giá liên tiếp. Và Đến năm 2014 thì giá mới bắt đầu trở về tương đương với năm 1998. Tức là ông ấy đã cầm 16 năm liền cổ phiếu xuống giá mà không hề lung lay. Là bởi vì ông rất kiên định, ông kỷ luật, ông có tư duy dài hạn và ông ấy hàng năm ông ấy nhận dòng tiền từ Coca, ông lại đi tái đầu tư các doanh nghiệp khác. Thay vì việc suốt ngày ông nhìn cổ phiếu và ông kêu than lỗ quá, đau quá, giảm quá, vân vân. Đó, thì chính điều đó đã làm nên thành công cho tỷ phú Warren Buffett. Và rất nhiều các cái thương vụ những cổ phiếu tỷ phú này đã giữ lên đến 30 năm, 40 năm thậm chí đến 50 năm. Và từ đó mang lại thành công rất lớn. Tiếp theo, vấn đề thứ năm. Đó là làm sao vấn đề thứ tư đó là làm sao để kiên định và kỷ luật được. Thì muốn kiên định kỷ luật thì không phải là AQI à quy, không phải là gọi là cố chấp mà là cần phải trau dồi và nâng cao kiến thức để từ đó chọn lọc đánh giá được các cái thông tin đúng thông tin sai và ra các cái quyết định không bị các cái thông tin rác làm ảnh hưởng để chúng ta lung lay và thứ hai là chúng ta nên tránh xa mạng xã hội và các thông tin rác hoặc nếu tham gia chỉ tham gia một nơi thôi một chỗ thôi phù hợp với bản thân mình thôi chứ không nên tham gia nhiều quá biết quá nhiều thông tin chưa chắc đã tốt trong đầu tư bởi vì tỷ phú Warren Buffett đã từng chia sẻ cho bạn một triệu đô và bạn giao dịch theo thông tin nội gián thì một năm sau bạn có thể trắng tay tiếp theo chúng ta hãy dành cái thời gian nhìn bảng điện tử và đọc các thông tin xác để học hỏi không ngừng và nâng cao kiến thức của mình và chỉ có kiến thức thì chúng ta mới vững vàng được với kiên định với kỷ luật được và tiếp theo chúng ta tập trung vào các cái chiến lược đã định sẵn đã định sẵn và cái việc học hỏi không ngừng thì cái việc lựa chọn cổ phiếu của chúng ta cũng chính xác hơn thì khi đó chúng ta cũng kiên định và kỷ luật được hơn và cuối cùng hãy dành thời gian để tư duy để suy nghĩ một cách độc lập và sâu sắc các cái vấn đề liên quan đến đầu tư từ đó thì dần dần chúng ta sẽ trở nên kiên định kỷ luật và thành công hơn và cái tố chất cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu ở đây đó là cần phải biết đủ trong đầu tư chứng khoán thì uh, tục ngữ cũng đã có câu chim tham ăn thì xa vào vòng lưới cá tham mồi mắc phải ở lưỡi câu con người thì luôn có tính tham lam có voi thì đòi tiền thị trường chứng khoán là một nơi hội tụ và đấu tranh giữa lòng tham và nỗi sợ hãi đó. chỉ có biết đủ mới giúp nhà đầu tư có thể tỉnh táo trên thị trường chứng khoán và bảo vệ được thành quả mà mình làm ra. Từ đó tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho việc gia tăng tài sản một cách bền vững trong tương lai. Thì trên đây chính là năm tố chất của một nhà đầu tư giá trị để thành công. Và tiếp theo trong chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z thì phần 10 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý anh chị nhà đầu tư năm sai lầm chí mạng của nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán. Và cái nội dung bài tập về nhà cho các anh chị cùng tham khảo. Đó là anh chị đánh giá những cái tiêu chí nào quan trọng nhất và anh chị đã đạt được tiêu chí nào rồi. Hãy để lại comment thì chúng tôi cùng hỗ trợ các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở nội dung tiếp theo.